Thưa quý vị, là một trong những địa phương có nguy cơ cao về dịch bệnh, quận Hải Châu hiện vẫn đang tập trung cho công tác xét nghiệm, truy vết, kiểm soát, thu hẹp vùng đỏ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, hiện ngành y tế và các địa phương vẫn đang tập trung cho công tác truy vết, xét nghiệm, nhất là tại những vùng đỏ, để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ một đối tượng nguy cơ nào. Đây là khu vực dân cư xung quanh chợ mới đường Hoàng Diệu, một trong những điểm nóng về COVID-19 trên địa bàn phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu. Công tác xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt 3 ngày một lần đối với 100% người dân đang sinh sống tại khu vực. Địa phương cũng đã cho xét nghiệm diện rộng. Hiện nay chỗ K524 Hoàng Diệu này là một cái khu điểm nóng xuất phát từ cái chợ đầu mối ca đầu tiên, nhưng mà đặc thù là cái kiệt này nó hẹp và số ca mắc ở cái kiệt 524 Hoàng Diệu hiện nay nó tăng dần. Hiện nay thì đã khống chế rồi, nhưng mà tổng số ca mắc là 83 ca. Trước tình hình trên thì cho xét nghiệm toàn bộ hộ dân quanh khu vực này là gồm 13 tổ dân phố. Đợt thứ tư vừa rồi thì cũng có phát hiện ra hai cái ống, thì tất cả những cái điểm này đều đã nằm trong cái khu mà mình phong tỏa rồi, cho nên là kiểm soát được. Còn đây là một điểm nóng khác cũng thuộc phường Hòa Thuận Đông, nằm trên đường Trưng Nữ Vương, nơi ghi nhận nhiều F0 trong các kiệt hẻm. Công tác xét nghiệm và quản lý được siết chặt nhằm khoanh cứng vùng đỏ. Hiện nay quận đang thực hiện cái phân chia cái vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và vùng xanh. Thì theo cái từng cái vùng đó để có cái kế hoạch xét nghiệm cho nó đảm bảo phù hợp. Những cái vùng nguy cơ rất cao, những vùng đỏ đó là chúng tôi cho xét nghiệm liên tục, cứ 3 ngày một lần. Và làm đại diện, không làm đại diện hộ gia đình nữa, mà chúng tôi xét nghiệm 100% dân, để từ đó chúng ta bóc tách các cái F0 ở trong cộng đồng nếu có phát hiện, để mình xử lý kịp thời. Là địa bàn có nhiều ổ dịch phát sinh từ kiệt hẻm, hiện bên cạnh các giải pháp như lắp camera, tuần tra lưu động, thì các đội bay giám sát phòng dịch đang được quận Hải Châu thử nghiệm tại các khu vực đông dân cư để tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức. Trong bối cảnh mà cả hệ thống chính trị và ngành y tế đang căng mình chống dịch, địa phương xác định công tác tuyên truyền người dân chủ động tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu. Địa bàn phường Bình Hiên thì rất là nhiều kiệt hẻm, mà trong đó là có nhiều kiệt hẻm rất là sâu và nhỏ. Thì để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì công an phường thì thành lập 2 cái tổ thường xuyên tuần tra trên các cái kiệt hẻm để nhắc nhở nhân dân, yêu cầu nhân dân là ở trong nhà không ra khỏi nhà. Bên cạnh đó thì ủy ban dân phường cũng thành lập riêng cái tổ khoảng tầm 5 đồng chí cũng thường xuyên tuần tra vào buổi sáng, các cái giờ trong ngày để nhắc nhở nhân dân là không được ra đường để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Hiện người dân trên địa bàn quận Hải Châu đang bước vào đợt xét nghiệm lần thứ 5 kể từ ngày 16 tháng 8 khi thành phố thực hiện quyết định về giãn cách xã hội. Trong ngày hôm qua, Hải Châu có 3 phường đã qua 14 ngày không có ca dương tính mới. Tín hiệu lạc quan, cùng với việc tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quận Hải Châu quyết tâm kiểm soát, khống chế thu hẹp các vùng đỏ, tiến tới giữ vững và mở rộng những vùng xanh.